Ngày 29 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức hội thảo và triển lãm Smart Banking năm 2024 với chủ đề Định hướng tương lai số cho ngành ngân hàng, chiến lược vận hành an toàn và bền vững. Tại sự kiện, nhiều thông tin quan trọng được đưa ra. Cụ thể, sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản có hiệu lực, số vụ lừa đảo đối với khách hàng cá nhân giảm rõ rệt. Dự kiến đến năm 2030, các ngân hàng sẽ đầu tư với 85 tỷ USD cho AI tạo sinh. Mức đầu tư này tăng hơn 1.400% so với mức 6 tỷ USD của năm 2024. Việc đầu tư nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng tốt hơn khi sử dụng các nền tảng để giao dịch, thanh toán. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại đã ghi nhận tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt khoảng 97-98%. Ngành ngân hàng cho biết đã kết nối và tích hợp dữ liệu với các ngành khác như viễn thông, điện lực, bộ công an để phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, việc tích hợp với nhiều đơn vị cũng dẫn đến nguy cơ giảm tính bảo mật. Tại sự kiện, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Gần đây có tình trạng lách quy định bằng cách mở tài khoản doanh nghiệp, lách xác thực sinh trắc học để nhằm mục đích gian lận. Do đó, các ngân hàng đang nỗ lực để đảm bảo vấn đề về an ninh, an toàn trong thanh toán, tích cực phòng chống tội phạm công nghệ cao. Hiện tại đã có khoảng hơn 37 triệu lượt khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thành công. Mới đây, ngành ngân hàng cũng đã tập trung làm sạch toàn bộ 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin Quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng, đảm bảo 100% dữ liệu khách hàng được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có thể xem đây là thành quả từ nỗ lực phục vụ khách hàng nhằm giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo từng rất nhức nhối trước đó.